cái kia nó nhả phanh này nó mới trôi xuống em. Người điều khiển tự đẩy à? Ba xe là đó, tôi trôi về đến đây, xong rồi họ người xuống, xong xuống mình đấy đẩy đến đây từ từ. Sau đến kia là nó tự dừng, ba cái xe nó tự dừng tại ba điểm đấy. Thế khi nào mà em điều khiển là nó nhả thì là nó mới trượt xuống đó. Thế cái lún tay phanh của khách hàng, cái tay phanh như là để cho giảm tốc độ đi à? Chưa đông quá, thôi không xếp hàng vừa. Bọn anh kêu này phải đi lên này. Thì xuống xe mình nguyên lý hoạt động của nó là chính này. Cái đó thì em tắt cái bèo này, xe tự động dừng. Tự động dừng à? Dạ, đây là tắt bèo, xe tự động dừng. À. Nghĩa xe đến đấy là đây xe tự dừng luôn. Dạ không, tới đây cho anh tụi em điều khiển. À. Ừ. Mà là ấn cái nút đấy là tự dừng luôn. À. Cái thang này mà lúc họ kiểm định thì họ có đặt tải như người xếp vào xe kia không em? À. Là dùng cát nước hay bao xi măng đặt vào à? Cát à? À. Ừ. Nên đồ cơ cấu kẹp phanh này để giảm tốc độ này. Đúng phanh xe làm dẫn hướng phanh như phanh má đây nhỉ, phanh má kìa. Đâu tùy vào cái kẹp giữa, cái thanh sắt đây này, thanh hộp này này. Thử tải là các bạn là dùng cát, bao cát xếp vào đấy. Bạn nói thế. Rồi bao cát xếp. Đây là chỉ thử tải thôi, còn dây này thì ra từ thứ một. Cái này mà phanh nó có đứng yên được không em? Đứng yên được.
ăn không? Phanh là đứng được. Dạ. À. Nhưng mà chạy chạy có rút người không? Có rút đầu nhưng mà sao vui. Đây bọn trẻ con nó còn bi về gì nhỉ? Rồi nhà mình bấm đổi phải tới an toàn nào. Đổi phải ra ngoài. Lên là dùng cáp kéo chứ là nó chạy không, đây có đà, anh nó có đà trượt mà cáp qua đây cáp kéo lên khi lên là cáp kéo lên xe không rồi nè à, cái ai khi cắn người kia là cáp nó kéo lên nó lúc trượt xuống là lúc lên là cáp kéo lên ta lấy cái dù xe không như là cái xe nó trượt ở đà lạt con ơi con ơi ai ra đây nữa muốn đi nữa dịch chuyển hả không chưa đi về cảm ơn em nhé.